Vậy mà xưa đám tiệc đó là nạo tay gì không á em? Nạo cả chục trái gì. Ăn chung nữa cho bữa ăn. Thang này ngon quá bạn. Hồi xưa mình nấu cơm nếp là đã thấy là nó sang rồi. Chứ đâu có được nấu tới đậu mà ha. Mua đậu không nổi. Zombie hả? Sơn Hùng, khoe mẹ cái áo chưa? Đâu đứng dậy coi thử coi. À, Sơn Hùng tập chăm chỉ nên được thầy Phong tặng đó. Đâu quay sau lưng ba coi. À, giữ ta. Nãy có cảm ơn thầy chưa? Ừ. Vậy là phải ráng tập hơn gấp đôi nữa nha. Chưa nở không mẹ? Nó chưa có mềm. Dạ. Nó mềm ăn mới ngon. Dạ, phải nấu rục ha. Hả? Ừ, con. Cho nở là con phải xả nước nha. 5 phút nữa đi. Người xem thấy ừ, chắc tại hột nó bự. Đậu xanh nấu nó bung ra. Đậu xanh hột nó nhỏ bằng nguyên hột rồi nấu nó bung ra. Đậu xanh nó nhỏ bằng 1/3 cái đậu đen nên nó nở nhanh. Đậu bún anh thêm mấy cái đậu già hột vô nấu cơm giúp cũng ngon. Ủa vậy hả? Hột đậu bún hả? Đừng có nạo quá nó đen á. Thì khi mình vắt nó cốt là mình sử dụng cho hết nè. Nhưng mà khi mình bỏ nó nhân á, để trắng cho nó đẹp. Cũng nhiều quá ha. Thấy dừa to nè. Dừa đá mình với xôi không? Ừ. Dừa lấy cái nắp khoén nó nạo. Để nó mòn cái nắp khoén. Cái này cạo nó sợ đen á, không đẹp mà. Cái này nó đen thùi rồi mà. À quên. Đậu đen mà. Nãy giờ đây sợ nó đen. Mẹ tiết kiệm mẹ không sợ đen. Đây đen thùi rồi. Cơm nếp thì nấu nó sẽ lẹ hơn là mình hấp sôi. Nhưng mà nó khó đậu hơn. Không, nếu mà mình lâu. Sôi đậu đen mình cũng phải nấu đậu chứ đậu mềm mình mới sôi chứ. Ừ. Để mẹ ra mà thăm mấy cái bánh tráng nha. Để giờ mẹ phơi xương nữa hả? Nay phơi bão, mưa bão quá trời. Vậy đó hả? Vậy là ngon rồi. Nó xìu là ngon rồi. Ủa mẹ phơi đó mà nó xìu vậy đó hả? Ừ. Mẹ để cuốn được không mẹ? Cuốn được chưa? Cuốn này nó xìu, nó xìu lắm. Cuốn. Ờ, ngon quá rồi. Mà phải nãy mình để nắp gì nè. Lâu nấu quá không ngon. Ở đây mình còn thang nha. Dạ, hết rồi mẹ. Sôi bùng dữ rồi đó. Mà cái đậu nó mềm ăn nó mới ngon. Hồi xưa bà nội trồng mè, giờ thôi không thấy ai trồng mè mà ha. Trời ơi, trồng cực lắm. Cực hả? Ừ. Có sâu mè thì ghê chứ giờ con nào cũng. Dạ, mè có sâu hả? Sâu. Ủa, sâu mà cũng ừ. Nó ngon cá. Nghe con sâu đước. Nghe sâu là thấy ngán rồi. Sâu. Ở rồi. Trên xiếng đâu có cây đước đâu mà biết. Rồi sao mình bóc vỏ nó được mẹ? Mẹ mẹ. Nãy phơi rồi nãy đập cái nó bung ra nhưng mà mình thấy này, giống như nó tróc ra rồi mà nó còn cái vỏ lụa mình phải cái chài giả hả? Giả giống như giả gạo vậy. Ừ, vậy là cực chữ à, y như hồi xưa giả gạo. Chứ nó có cái hộp nó bao lại mình ăn đâu được. Thôi vậy mua cho lẹ. Giả. Đây người ta làm số lượng nhiều, người ta có máy chà. Còn mình giả theo kiểu truyền thống. Mẹ được chưa? Mẹ đổ vô nấu đại như rồi. Hai chờ nữa. Chút để chút xíu cứng ăn không ngon. Ngon dạ. Ở ngoài cây cà 5-6 con hả mà. Không, không sắc thôi mà. Trời ơi, bị đớp mấy mũi hả? Giờ nó ngứa. Ngứa chặt cỏ trong bụi xả mình chích vô đùi. Đông lắm. Trời ơi, bị dích hoài. Thấy cái ổ. Dạ. Còn ở cây cà thấy 5-6 con hả? Chỗ nào mà nó chích á mà xịt đầy cái lùm nó là dính chắc luôn. Nhưng mà khi xịt coi chừng nó nhào ra, chạy không kịp. Ông nó nằm im ru nó không có hay. Dạ.
Đây hỏi mấy đằng cây xài nó cũng có ổ 5-6 con á, cái mẹ đứng chích vũ đầu hay đâu á. Để lấy chai rồi xịt chích quen thôi. Con ông bộ chích con hàm sốt. Bữa mẹ nói với mẹ hai một mẹ nói vậy nè. Chị Hai ơi, em mà có chết á là em bị ông chích vô đầu, giờ em đau quá, em sợ mới nói chị nghe đó, bà cười. Con nào cái bự gì nè, mà 5-6 con là con bự không à, chứ không phải nhỏ như mình cái gà. Mà con nó này bự lắm, chứ không phải như bên cây cà nhỏ nhỏ vậy đâu. Mềm cho em. Đậu nó rất là khó nở. Đậu nhiều múc ra bớt đi. Múc ra bớt đi. Không sao, làm luôn đi. Chứ chờ đợi làm gì? Luôn hả? Dạ. Đây mẹ thấy nó cứng mà ghét. Thôi thấy đậu ra đi mẹ. Hả? Thấy đậu ra đi. Nghèo. Cái mẹ đổ nếm vô xong rồi mới kêu lấy đậu ra. Vô người tắm cám nè. Chắc nước lắm mà. Sơn chào cô chú anh chị nha. Hôm nay mình có bữa cơm nếp ăn thay cơm nè. Cơm nếp với đậu đen rồi mình cuốn bánh tráng phơi xương hen. Rồi sáng nay mình sẽ có cái món này để ăn sáng. Chọc mẹ giống như tắm cám mà. Là đậu với là nếp rồi hả? Nó vừa ụt đi. Thì lâu lắm rồi mới thấy chắc nước cơm kiểu này. Đó, thích nhất là cái nước cơm. Hồi xưa không có sữa uống. Lấy nước cơm cái cho xíu đường vô. Uống thay sữa ha. Chuyện ngày xưa phải không? Dạ. Đây mà đổ miếng nước cốt dừa vô cho nó ngon. Rồi giờ cho nước cốt dừa vô. Là gạo là phải chờ xoay lâu một xíu, còn nếp thì nhanh hơn hả mà. Nhanh hơn. Tại vì không biết nấu hỏi nhão. Trên nhà mẹ cái nắp sau này đó, mẹ để thêm than trên cho nó nóng đều. Thì chút mình cuộn với muối mè hả mẹ? Một lát khi nó chín thì mình cho dừa này vô nè. Dạ. Nếu dừa đồng này dừa vô chung. Mà mình ăn liền á thì mình để nó sống vậy cũng ngon nữa. Dạ. Còn mình để lại sáng mình ăn á. Rồi ba trứng, lấy ba trứng. Không cần nướng Sơn Hà ơi. Ba trứng đủ cho Sơn Hà ăn rồi. Rồi một trứng Sơn Hà, một trứng Sơn Hùng. Thôi mình có xôi rồi. Ba trứng hột gà được rồi. Xúc xích hả? Rồi hàng quắc luôn. Kéo sợi hàng quắc luôn. Rồi Sơn Hà chạy vô lấy tiền đi Sơn Hà. Này bán đất còn có ba trứng anh. Đó. Bán từ hồi nào tới giờ? Em đi lúc hơn 1 giờ anh. À, ở Sài Gòn về hay đâu anh? Hay chỉ bán khu vực này thôi? Em bán nhiều chỗ lắm. À. Nhưng mà anh ở đâu gần đây không? Năm trước em ở Bến Lức, bây giờ em chuyển qua Tiền Giang. Giờ qua Tiền Giang ở hả? Qua Tiền Giang rồi. Đây hỏi tưởng rồi từ Sài Gòn chạy về đây. Úi trời ơi. Không nổi anh ạ. Đó. Ra quá. Chà bán khu vực Cần Đước với Tiền Giang, Gò Công. Cũng hên cho Sơn Hà còn ba trứng nè, không là nhịn rồi. Vừa coi là chục trứng với hai bé kia là lấy một đứa ba trứng. Cái chiều em tối lúc em tối chạy qua chứ. Chạy qua nó kêu mà nó kêu không kịp nè. Nó không có nghe ạ. Không, mọi bữa cống chưa làm ấy, thì lẽ đi từ sớm rồi lúc này. Thế mà cống chưa làm thì không đi được ra, phải đi trong kia ra. Sau tầm 8 giờ, hơn 8 giờ mới đi qua đây. Còn cống làm đi được rồi là hơn 7 giờ rồi qua đây. Trứng nhiều anh? Trứng 6.000 anh. Trà lấy nè. Thưa có chân cà không? Có ăn cây không? Ba có chân cà không? Có, đó con ăn đi, con chấm đi. Đúng rồi. Có không? Cảm ơn. Sơn Hà cảm ơn ba chưa? Đúng rồi. Ơi. Con làm bài tập về nhà. Con làm xong chưa? Chưa ba. Tại làm cho thứ năm hả ba. Rồi, chúc con làm đi. Hôm nay con bận. Sơn Hà ăn hả? Đã không? Đã quá. Chúc chắc hơn mấy món đồ cổ của con quá. Thầy đâu cháy đâu sợ. Nóng bể. Đây mà không có làm nó nóng. Nóng vậy thôi.
cái nắp nó bị lâu rồi nó bị dẫn đó. Dặn cho nó. Món này có cậu bãi cho đó. Cái này để đựng gì mà? Cái này cái chầu hả mẹ? Nhân cái cối đâm tiêu. Dạ. Cối đâm tiêu hồi xưa. Nhà bà cố với cậu cu nuôi giấm mặn thốn vậy nó. Dạ. Cái này là. Còn cái bên kia á, con thấy người Hoa hay bán mấy quán á. Cái này hả? Dạ. Cái thố đựng đồ á. Này kia vậy đó. Muối đường nữa hả? Ừ. Giờ ở Sài Gòn khu quận 5 á, thấy người ta cũng hay đựng bằng cái đó mẹ. Ăn xong làm vô bài tập. Ừ, sao không ăn xong cho làm bài tập đi. Rồi, để chờ ăn chút đi ha. Còn muối không? Vậy là ngày mai Sơn Hà có xôi rồi, khỏi đi mua ha. Sơn Hà thích ăn xôi hôm nay. Rồi mình ăn cơm nếp. Nội thích ăn trứng trứng gà đó. Thôi mà không, giờ không ăn nữa. Sao vậy? Không biết, hồi kia ăn đâu mấy lần rồi thôi không ăn nữa. Như là người ta có cho bột ngọt nhiều quá. Dạ. Yeah. Ăn sao ha? Để làm cơm nếp. Để bụng không? Không ăn không? Thôi. Thôi để rồi. Chúc bà ăn hồng. Ngon không Sơn Hà? Ngon. Ừ. Có con mẹ chưa? Ngon. Ủa mắt em nổi nữa này hả? Một nữa hả? Để rồi đó. Ơi, tội nghiệp chưa? Sao nổi một quài ta? Cái này là diêm chân lông. Cái này chân gà. Chân gà hả? Vậy mà nói không biết là lấy ra quá, nó còn cái góc ở dưới nó nổi hoài. Tội nghiệp nhỏ, bởi vì nó khó chịu quá. Ừ. Chịu ăn mấy ốc từ lắm. Thích ăn ốc hả? Ăn ốc phải sợ gì. Mũi. Sơn Hà đập mũi giỏi lắm đó nha. Phải cho Sơn Hà đập lên con mũi. Ăn giỏi hơn anh hai mình ta ăn không biết. Mà sao, sao Sơn Hà nó ốm mà mũi nó thích cái gì ta? Chưa, đỡ hơn mùi áo rồi. Sơn Hà bữa nay đi học vui không Sơn Hà? Vui. Ừ, dạ vui. Cảm ơn, cảm ơn luôn đi bác, mẹ cười tay. Để cái này nó chọt xuống chút. Mẹ ăn mẹ. Không, mẹ ăn đi. Hôm nay sẽ có hạt viên vậy ha. Ngon không? Ngon. Ngon quá. Lần đầu tiên ăn ở đi Nam Du á. Dạ. Con thì lần đầu tiên là lúc đó con ăn ở công viên Gia Định. Lúc đó đi học sinh viên á. Chắc mẹ ăn 3 lần 4 lần. Ra công viên ăn trong khi đi làm vừa học thêm á. Đói bụng chạy ngang đó ăn. Chứng ăn nào? Lần thứ hai ăn ở chợ đêm đứa. Dạ. Chợ đêm chợ Thắng Lợi. Rồi ăn ở nhà như hai lần, hay một lần vậy tới giờ họ không ăn nữa xin. Dạ. Cái cây bán này. Thì có nhiều người làm khác nhau mà có người làm hạt tiêu nhiều. Ừ, chút nữa, sắp chín rồi. Không rồi, tụi tay. Ăn món này và nhảy qua món khác. Cái nắp này nó dinh dinh. Hồi đó nhà mình đâu có được cái bếp củi đâu. Tại không có củi chậm. Chậm bằng trấu với rơm á. Nên phải canh cực quá chừng mà ha. Ừ. Tại nó cháy qua cái nó hết than, nó tàn. Rơm nấu cơm phải chắc nước xong cái chậm dơn hơi. Cái chậm. nồi rơm. Rêu 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 rêu. Làm nhục rùa làm thiệt là chặt. Dạ. Nhắc nó đặng nó từ từ nó còn cái dạ, nó còn cái than á từ từ. Nó khói thôi. Ừ. Khói thôi nghi ngút. Tại ra, nuôi nhá. Ra người nào người nấy táo quả rồi hả? Ừ. Thôi bữa nó bay đầy đầu. Cho ăn. Cho ăn bay đầy đầu. À, chạy chút đi, 5 phút nữa. Rồi, chín rồi ha, chín rồi, rồi. Cái hột trắng trắng là tại vì nó nằm trên cái than đó nó khô á. Dạ. Chín rồi. Giờ anh bỏ dừa vô nha. Rồi coi chừng cái dĩa than nha. Bỏ dừa vô. Mẹ ơi, mẹ cầm cái dĩa than sợ quá mẹ ơi. Sao? Cho chín dừa nha. À, mẹ cho chín dừa, mình để được tới sáng mai ha.
chứ dừa mình ăn liền thì nó ngon hơn. Yeah. Lấy hơi lại cho dừa nó chín, nếp chín rồi đó. Yeah. Chút xíu trộn chung rồi hả mẹ? Trộn lại. 1 phút 30 giây trộn lên. Vậy đó hả? Vậy sao mình không trộn chung lên nó chín luôn? Hồi kia hả? Bây giờ nè, không trộn luôn. Bây giờ hả? Dạ. Thôi tại vì nếp nó mới vừa chín tới à. À sợ nếp không đủ hơi hả? À bây giờ mình cho xuống bếp. Rồi trộn lên cho đều nè. Giống chuẩn bị ngày mai đi cấy quá. Thường mai đi cấy mình cũng nấu trước vậy nè. Sáng mai có sắp theo hen. Con đăng ký cơm cháy à? Cơm cháy hả? Nếu cơm cháy thì con đậy nắp lại chút xíu đi, cái nó xuống cái hơi á, cái cơm cháy nó dễ lấy ra lắm. À, giờ đậy nắp lại chút nha. Ngon đấy không? Chứ con không đậy nắp mà con lấy cơm ra hết cái nó khô queo luôn à. Vậy đó hả? Thôi giờ lắm. Ngon quá hen. Thôi, người ta cho mẹ làm. Ngon quá. Rồi, nắp lại cho nó không có bị khô, không bị nhão. Để nắp lại lặn lắc lấy cơm quan trọng là cái đậu mình phải nấu trước cho nó mềm ha. Tại đó em nấu cơm củi á, em cũng canh. Thì mẹ thích xôi hơn mẹ nấu mà. Sơ hào của mẹ là muốn mẹ nha. Tại nấu cơm nước vậy nữa nhà con nấu. Tại nấu bằng củi con canh được. Rồi, bây giờ mình làm muối mẹ thôi. Con làm sơ hào đâm đi. Sơ hào đâm đậu phộng hả? Ừ, xong chưa? Làm vậy bớt lợi đi, bớt lợi miếng đường đi. Thôi trộn vô rồi kể cái này đi nè. Rồi cho vô tô Sơn Hà. Rồi đi Sơn Hà đó, cho vô tô nha. Để vô tô đi. Con. Nó thấy này hơi nhiều đường. Giờ đây đi mai sớm ra phan phan ăn hút ra. Từ từ con để nhẹ thôi. Cũng đựng mập quá nha. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ghê ghê dữ vậy. Thằng ghê dữ vậy. Sơn Hà trộn xong chưa? Tới bà xiên cuốn nghe. Ngon không hả? Ngon không Sơn Hà? Ngon. Ngon lắm hả? Cái con mũi này nó bay này từ ngoài. Con hả Sơn Hà? Bay ba. Ơi. Dạ hả? Có con rắn ngâm rượu à. Rắn ngâm rượu. Rắn độc lắm hả? Rắn ngâm rượu. Dẻ nó xem. Dẻ thì dẻ. Leo lên đè nó xem. Giống như chị ba đó hả? Ừ, cố phải leo lên đè nó dẻ à. Mập lắm đó xem. Mập lắm. Ba giống cái vạc đó ơi. Mập lắm mà. Vạc hả Sơn Hà? Con gái này nè. Mẹ gái nào đi nè. Ừ, bỏ vô cho mẹ đi. Dẫu ha. Dạ. Hỏi anh Yên đi ăn tiệc kìa còn bụng để ăn không? Cho gói xôi nè. Cho anh Yên ơi. Cơm nếp anh Yên ơi. Ngon quá ha sếp. Miếng nữa đổ anh kia. Đổ đồ kia. Kia. Ừ, bỏ xuống đây cho mẹ ơi. Đâu, cái này bẻ hai cái đầu vô kìa. Đúng rồi. Đó. Giống người ta rồi đó. Thư dư cái này mà cắt cho. Dạ, cắt bớt đi. Mình tráng nhiều quá nó cứng. Đó. Cái khép à. Rồi, thử coi đẹp không? Thử đẹp không? Cho nó bóc thử miếng nếp đi ngon ha. Thử không? Ngon thưa ơi. Dạ. Nhiều quá. Ngon thưa ơi. Dạ. Ngon quá. Ngon. Bỏ thêm cơm. Bỏ thêm miếng với mẹ. Mẹ, mẹ có ngồi. Cho cái dán. Ngay hồi nãy con đưa nở này nè mẹ. Đúng em.
Rồi nãy mình bỏ ít đặng cho tùy theo khẩu vị mỗi người ha. Ngon ha. Quá ngon. Ngon thiệt ha. Mai sẽ ngon. Mà mới mai còn được gì không? Được chứ. Dạ. Để em để em nồi vậy nè. Sách đi ăn sáng đi. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Một sổ. Một chỗ. Một chỗ như một sổ. Được rồi, được rồi, được rồi. Để mà cuốn, chút nữa làm tiếp ha. Dạ. Ngon không? Không phải ăn. Cắt hết rồi, nhỏ rồi. Ăn nhỏ thôi. Dạ, không ăn như làm nè. Đem ra bán. Dạ, ấy ra bụng rồi. Đem ra bán. Cho chắc là ăn thì đừng nên cho chắc ăn thôi. Cho hồn ăn thôi em cho hồn. Ngon lắm nè. Như vậy mà cũng không chịu. Giỏi quá. Cái giỏi với gì con? Con nè 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 con bẻ. Đâu? Hay hay dữ vậy? Sao con mạnh dữ vậy con? Con mạnh dữ vậy. Ừ. Con trải cho mẹ đi. Rồi, hôm nay Hoàng Sơn cùng cô cháu mình bữa xôi nha. Thay cơm rất là ngon. Đó cô vị. Ăn này y như hồi xưa mà chuẩn bị đi cấy vậy đó. Ăn sáng gói, sau đó sắp thêm nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau. Chào ăn bà luôn. Đừng chờ kênh cánh.